nhịp bước lư hành chuyển hoa, lời kinh khuya bản ngã tan dần. Lộ dần ánh sáng tịch dương, khi tâm quang triệt vô thượng trong thân. Tung bước chân ba ngàn thế giới, bằng hơi thở nắng mới tỏa hương. Dòng thời gian hoa tình thương, đó tâm sen nở giữa dường nhân. Sống trong ngoài luôn luôn giàu sức sống vô siêu diệt, đều không sanh không diệt giảm tăng, là tên gọi một dân trang mênh mông bất tận cường hằng. Ánh sáng tịch dương, khi tâm quang triệt vô thượng trong thân. Tung bước chân ba ngàn thế giới, bằng hơi thở nắng mới tỏa hương. Dòng thời gian hoa tình thương, đó tâm sen nở giữa dường nhân. Sống trong ngoài luôn luôn giàu sức sống vô siêu diệt, đều không sanh không diệt giảm tăng, là tên gọi một dân trang.